trung hiếu. Hiếu là căn bản của thành kính. Phật pháp được xây dựng ở trên đạo hiếu. Trung Quốc từ xưa đến nay, giáo dục của nhà Nho cũng là lấy trung hiếu làm trung tâm. Đây là được giáo dục. Thế nào là giáo dục? Trung hiếu mà thôi. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Tức là phải học trung, phải tận hiếu. Cổ nhân dạy chúng ta: làm bề tôi tận trung, làm con tận hiếu. Đây là thiên lý thường hành, là cội gốc của nhân luân. Chú giải mở đầu là bốn câu nói này: làm bề tôi tận trung. Câu nói này chỉ dùng ngôn ngữ hiện đại để giải thích. Cho nên Phật dạy là y nghĩa bất y ngữ. Câu nói này nó rất hay. Nếu bạn hiểu được ý nghĩa của nó, bởi vì ngôn ngữ sẽ thay đổi tùy theo thời đại, còn ý nghĩa là nguyên tắc, là cương lĩnh vĩnh viễn không thay đổi. Trước đây, vào thời đại của Đế Dương, làm bề tôi phải tận trung, làm bề tôi đối với vua thì phải tận trung. Dùng cách nói hiện đại để nói, chính là người bị lãnh đạo, đối với người lãnh đạo phải biết tận trung. Cái ý này suy ra mà nói là gì? Tất cả nhân dân phục vụ phải tận trung. Vậy thì cái ý nghĩa này các vị đã dễ hiểu hơn rồi. Chúng ta phục vụ, phục vụ có đối tượng. Đối tượng là người nào? Đối tượng là nhân dân. Chúng ta vì nhân dân phục vụ, vì chúng sanh phục vụ, phải biết tận trung. Làm con phải tận hiếu. Câu nói này dễ hiểu. Tận trung là dựa vào tận hiếu làm căn bản. Nếu như một người không biết hiếu thì họ làm sao có thể tận trung được chứ? Hiếu là lẽ thường của tự nhiên, là gốc của nhân luân. Trung là đại đạo lý của làm người. Bạn xem trong văn tự Trung Quốc, cái chữ trung này là gồm chữ trung và chữ tâm. Tức là tâm của bạn phải chánh, phải ở giữa, không được lệch, không được tà. Tổ nhân giải thích cho chúng ta thành kính. Thành kính là tướng mạo. Một niệm không sanh gọi là thành. Từ đó chúng ta liền có thể thể hội được tâm trung chính là nhất tâm. Nhị tâm là bất trung rồi. Hai tâm thì tâm của bạn đã lệch rồi. Tâm trung là một niệm không sanh. Sanh một niệm là bất trung. Từ đó cho thấy cái chữ trung này là thành kính đến cực điểm, chân thành cung kính đến cực điểm mới gọi là trung. Giáo dục của nhà Nho, giáo dục của nhà Phật chính là dạy điều này. Đây là lẽ thường của tự nhiên. Thường là não thường, là vĩnh hằng bất biến.
ở trong Phật Pháp gọi là lẽ thường của Pháp tánh. Pháp vốn như vậy. Người có thể thuận theo đạo thường thì người này gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Đánh mất đạo thường, trái ngược đạo thường rồi, người này thì gọi là chúng sanh, thì gọi là phàm phu. Có thể thấy phàm thánh là khác biệt từ chỗ một niệm này. Cái gốc của nhân luân là căn bản của loài người. Hay nói cách khác, trung hiếu hai chữ này không còn nữa thì căn bản của nhân luân bị đánh mất. Vẫn có hình tướng của con người, có hình dáng của con người, trên thực tế có phải người hay không? Không phải người, chỉ là hình tướng con người mà thôi. Đại sư Thiên Thai giảng kinh Pháp Hoa, đem thập pháp giới triển khai thành bách giới thiên như. Bách giới từ đâu mà có vậy? Ở trong mỗi một pháp giới đều có thập pháp giới. Thí dụ chúng ta là pháp giới người, ở trong pháp giới người này có Phật ở trong đó. Ai là Phật ở trong cõi người vậy? Hai chữ trung hiếu này làm được rất viên mãn, không có một mảy may thiếu sót. Đây chính là Phật ở trong cõi người. Bồ Tát ở trong cõi người thì hai chữ trung hiếu này phải làm được năm phần trở lên, chưa làm được viên mãn thì đây là Bồ Tát ở trong cõi người, là duyên giác ở trong cõi người, là thanh văn ở trong cõi người. Hai chữ trung hiếu có thể làm được 1/2 phần 10, đó mới là người ở trong cõi người, mới được xem là con người. Có thể làm được 4/5 phần là thiên nhân ở trong cõi người. Nếu như không làm được, làm trái ngược thì là súc sanh ở trong cõi người, ngạ quỷ ở trong cõi người rồi. Hoàn toàn trái ngược lại, đại nghịch bất đạo là địa ngục ở trong cõi người. Mỗi một pháp giới đều đầy đủ thập pháp giới, cho nên gọi là 100 pháp giới. Ở trong mỗi một giới đều đầy đủ thập như thị, cho nên gọi là bách giới thiên như. Bách giới thiên như là nói cho chúng ta biết một nguyên tắc, nói cho chúng ta chân tướng sự thật. Triển khai tiếp như vậy, ở trong 100 giới, ở trong mỗi một giới lại có thập pháp giới, gọi là 1000 pháp giới. Cho nên pháp giới là vô lượng vô biên. Pháp giới từ đâu mà có vậy? Là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta biến hiện ra. Vô lượng vô biên pháp giới. Biến huyễn vô cùng. Ở trong cái này, ở trong biến huyễn có một cái nguyên tắc bất biến. Cái nguyên tắc này chính là trung hiếu. Cho nên trong cảm ứng thiền, trung hiếu hai chữ này chú giải chiếm số trang lớn như vậy. Đây là sự từ bi yêu thương của Đại Đức xưa. Chỉ sợ chúng ta đối với hai chữ này nhận thức không rõ ràng. Học vấn thế xuất thế gian có thể thành tựu hay không, mấu chốt là ở hai chữ này. Tu hành có thể chứng quả hay không, mấu chốt cũng ở hai chữ này.
Bạn nói điều này quan trọng biết bao. Mấy câu nói phía sau đây chúng ta cùng nhau xem tiếp. Ý nghĩa sâu rộng vô tận.